Vâng. Rất hay. Lọc giàn như chất tâm cực hay luôn. Hôm qua tôi đăng hai con lọc giàn Kenwood đã có khách mua hết rồi. Thật ra con này nó về cùng với hai con Kenwood tôi đăng, nhưng mà tôi không muốn để lên tất cả, nên hôm nay tôi đăng tiếp con này. Lọc Technic E70A. Chất âm nó hay như những con lọc 6-7 triệu, 5-6 triệu tôi bán nhé. Nó hay như những con lọc rời. Nó kích thước bề ngang to hơn, bởi vì nó đẹp hơn nên là nó đắt hơn. Nó đẹp hơn là nó bề ngang thôi, chứ còn kiểu nháy kiểu nhiếc con này thì quá đẹp rồi, không phải bàn nữa. Con này tôi bán giá 3 triệu như chất âm khẳng định các bác. Nó hay như 5-6 triệu. Nếu không tin, nếu ai không tin thì cứ đến nghe trực tiếp. Nếu không hay bằng những con 5-6 triệu tôi cho thì tiền. Đấy là những gì mà nó có, tôi chia sẻ với các bác. Có cái nó không đẹp bằng bởi vì nó làm bề ngang nó không lớn bằng. Nó là của bộ dàn bỏ ra mà, dàn đạn. Chất âm thì khỏi phải bàn luôn. Đây là đường vào âm thanh và đây là đường xuất xuống âm ly. Sản xuất tại Nhật Bản, Equalizer E70A, điện 100V. Mặt tiền là đẹp xuất sắc, còn bên trên thì nó xước sát theo thời gian. Muốn đẹp hơn thì sơn lại, gõ kiếp lại thôi. Đây mặt tiền tôi quay lại này. Chất âm siêu hay luôn. Đèn nháy rất đẹp luôn. Tôi sẽ mở nhạc, mời các bác cùng mở nhờ chỉnh cho các bác cùng nghe. Sao vẫn thấy lòng cũ. Đây muốn chỉnh được thì phải ấn vào nút này. Đây nó có nút Equalizer luôn. Mình không được bấm vào Equalizer Plus thì mình bấm được. Và đây có nút Equalizer này. Nó chỉnh cho từng vế một. Mình phải để Equalizer on các bác nhá. Để Equalizer on. Đấy bên này cũng vậy. Và muốn chỉnh được thì phải ấn cái này cho từng vế một. Đây. Bấm vào đây thì nó sẽ không nháy nữa. Mình để khuôn nhạc thì mình mới chỉnh được nhạc. Đây. Bát chép lên cực phê luôn. Đây tôi cho xuống đi rồi tôi sẽ chỉnh nhạc lên mới có ok. Đợi nha. Đấy đang nhạc đây nha, tôi sẽ cho bass lên. Để nháy ấn lại. Nghĩa khi nào nháy thì mình không chỉnh được, mình phải ấn bằng để nó hiện khuôn nhạc không chỉnh được. Còn đây là không có ên lọc này. Đấy khi nào nó Equalizer on thì mình có tác dụng. Ngày tôi gặp nó nét đắm chiêu đêm nhập ngủ, thấy thương nhau nhiều quá. Ba tháng trong quân trường cam go đã chay tâm hồn linh mới nó luôn. Vâng, đừng có đùa với lọc giàn. Lọc giàn chất âm cực hay bởi vì vỉ viếc bên trong nó chả khác gì những cái lọc rời kia. Cấu tạo nó nhiều hơn vỉ những cái lọc rời kia. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại. 3 triệu đồng ship toàn quốc qua Viettel, nhà xe khách phí vận chuyển cái mua và chịu.